có lỗ phôn là có lỗ mít thì được hết. Bây giờ chốt giá cuối cùng đi. Chưa chốt lẹ đi rồi ghế thằng đơ nữa. Ủa thì cái này đi để mấy thằng đơ với chừng lại đi theo cái ghế này đâu, cái này cái khác cái bán sao mà mặc áo vest rồi đi với quần đùi vậy không? Đồ đen giờ đi. Anh nói hay quá anh ơi. Tiếp đi anh. Chặt nó đi anh. Ê không được, ai vô tôi trả giá một hồi nữa là lộ hết á. Hoàng đúng không? Đây nó đầu á. Hoàng đổi sẵn nó bảo hiểm luôn rồi kìa. Dù hiểu trả giá đá lần đầu đổi chứ. Có khách hàng nhắn tin Zalo á. Dướng đúng không? Trời ơi. Người ta nghệ sĩ để dướng đùm đùm sao ta chơi? Cái gì vậy đã vậy? Cưng nghe à, bro bro. Rồi giờ kéo qua cho bạn ha. Được không? Được. Mua luôn, nắng quá nè. Nghệ sĩ vô mua đàn có khác hả? Rồi đúng. Ờ bữa trời để trả ai mua. Thôi đừng có trả với tôi nhìn cái bé trời này tôi biết rồi ông ơi. Bước qua cái này không ta? Trời ơi, đừng có giỡn với tôi. Thì 4.5 hả? Mà tôi mua hai cây, cái cây này còn đầy vậy nè, tôi còn nhớ nè. Giỡn với tôi. Vậy này nó đợt duyên tới là duyên. Duyên gì? Có ai mua đâu mà duyên chứ không duyên. Vậy đấy, đợi hai người để mua đó. Tại giá không được thì tôi không mua là để nằm luôn á, nó rồi đó. Ác cái gì? Thì nó cho cái giá yêu thương. Cái cây này tôi hợp là đừng lấy nè, cuối cùng sửa cái tiếng, cái lo nó cứ rèo mà, vậy hết rè chưa? Cái này cái khác à? Có lại khác nữa. Nhìn coi nè. Biết nữa. Gì khác y lên. Không phải cái quýt là cái 327 này, cái B227 mà. Khác nhau. Đánh lên khác liền. Cái kia bán được cho ai rồi? Bán sao biết thơm đi bảo bạn chết đúng nhà rồi. Mày liên lên. Tới mang nhục. Cái này cả khách hàng thân thương mà có quyền chứ. Thấy chưa? Tôi nói là đừng có quay là ông Hoàng ông chết luôn. Trời ơi, khách hàng xinh gái dữ rồi trời. Hết đường cho người ta vô luôn rồi. Em chào chị. Anh quẹn cho em lấy cái kệ để sắt. Cái kệ để sắt em tên Thảo nè. Hôm bữa giao thêm kệ cái giá để sắt. Mà đàn gì chị? Giờ mới nhớ chị. Trời ơi á. Chị đẹp như vậy mà mày nhớ chị gì? Dở quá. Đánh được bài tay vô ký không bạn? Không biết. Nãy vuốt 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 giống như vô động bàn to quá vậy. Chỉ là phát một phần nhỏ xíu của đàn tranh thôi. Hay quá. Cái điệu nhạc chưa bắt giới vô động bàn to nè. Nó hỏi á, kìa kìa không có. Giờ tôi bán cái này. Hôm nay bán đàn chơi xe chuyển sang chơi quay vlog được luôn. Thằng này nhiêu trời ơi vậy mới hả thấy được tiệm đàn Hoàng piano thân thương với khách thế nào chứ. Không quay. À thằng này 50 quá hả anh Hoàng? Không quay mọi người đâu biết Hoàng piano bán hàng cỡ nào đâu. Nhiêu? 50. Thằng này 50. Thằng này 200 mấy. Đi đặt đâu miếng vải mà 50 ngàn. Nguyên cái ren này là đặt may có mấy cái tiền rồi. Anh ta chủ yếu là cái khăn với cái ren này làm gì? Anh tháo cái ren đi mua cái khăn không chứ? Nhưng mà cái này nguyên bộ. Họ nói chưa chốt lại cái viên chốt lại đi coi cái này không? Đâu giá gì không? Nữa đi. 18 triệu sao? Không ghế thằng lúc nào cũng đi theo chứ mình có vụ tặng không tặng. Bán ghế đứng đàn à, chứ không có ngồi à. Thầy nói phải đổ nói nhiều khi đá.
chứ không. Chứ không lẽ bán cái đàn về bắt đứng đàn chứ không được ngồi. Ừ. Ờ, bán kiểu vậy mà bán gì chia được. Thôi nói gì chia thì có chốt đi, nhanh lẹ ấy luôn nè. Chết rồi, quay một hồi nữa ông Hoàng cũng như vậy. Thôi bây giờ tôi chốt luôn nè. Ông không chịu mấy cậu không chịu 18 đúng không? Ông này thì ông đòi 18. Rồi, 17.9. 17.900, giảm cho 100 ngàn. Vậy tôi trả 100 ngàn mà không quay phim trả 17.900. Tại vì ông quay phim học không xấu. Nếu mà bạn thuộc hết rồi bạn lột ra để nhập luôn tiếng Nhật luôn cho đẹp. Để tiếng Nhật luôn đẹp hơn. Dán xấu quá. Ừ, dán miếng gì đâu kỳ. Tôi thấy ông dán cái miếng này ông làm cái đàn ông mất giá trị nè. Bị... giờ ông để dán miếng đẹp đẹp đi làm mấy anh này 20 triệu anh cũng chơi. Dễ gì. Hai ông này giống như là ổng me cái đàn này hả? Bữa giờ lâu lắm rồi đúng không? Thì hết rồi, cái đàn này coi hết trơn rồi. Coi hết rồi, không có cái nào được đâu. Cho nên là... mà thích cây này đúng không? Giờ vô chỉ có còn cây đó thôi. Cây này thì... các bạn ơi, khách nói nha. Ôi, các bạn đừng hiểu lầm nha. Đừng hiểu lầm nha. Đang là anh em đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Ai nói gì nói miễn có là được à. Rồi thôi nói vậy cái lẹ lên đi chốt nhanh đi. Cọc luôn nè. Mệt quá rồi nè. Cái giá đó là hết giá rồi đó. Không. Hết hoài. Hôm trước em mua 2 cây em hỏi thử anh kêu 18 triệu. Em mới hỏi thử đó. Cây kia là muốn bán xuống em coi cho nó. Không. Em mua xong rồi em mới được thổi rồi. Thôi giờ bớt chuyện nó đi rồi xong nhanh còn lẹ. Chốt luôn nè. Hả? Cái gì? Giờ lấy em ghế thân đơn mấy trăm ngàn. Làm gì lấy ghế thân đơn mấy trăm ngàn gì nữa. Làm cái mép bạn là lấy ghế thường hay lấy ghế tăng đơ? Lấy thì đẩm ghế tăng đơ phải đi theo chứ. Trời chứ lấy cái cây này hoành tráng vậy đưa ghế này coi chứ được coi kỳ chứ. Rồi, không có mặc mấy cái quần đùi đâu đó. Ghế tăng đơ, trợ giá cho ghế tăng đơ đi. Tặng theo chứ trợ gì. Tặng thêm chào chào đi. Mua đàn là coi như rửa đàn luôn thì dẫn anh em đi nhậu luôn. Thì bán 18 triệu rồi dẫn anh em tối nay đi nhậu luôn, tụi mình hả rửa đàn. Không, anh Hoàng anh rửa là anh bán được cái đàn. Anh Hoàng anh rửa. Vậy thôi 50-50. Để lâu quá rồi không ai hốt rồi hốt được mừng. Biết sao không? Để lâu quá nó có vấn đề gì đó mà mua về nó có vấn đề. Tại nhà mấy bạn rộng còn nhà người ta vô người ta nhìn cái này người ta cũng thích. Mà nhà người ta nhỏ không mà phòng căn hộ không mà dát lên lầu thôi chắc chết. Nên đâu có nếu mà căn hộ thì đi xe thang tải mà chứ mắc gì? Đâu có mắc gì giá. Nhưng căn hộ tính bằng diện tích quất cây đàn này vô hả? Căn này nhỏ mà lớn đâu mà lo. Nó cũng bị ngang, bị to hơn cái xíu thì bị nhà nó cũng bằng. Mà cây đàn này nó thích hợp với mấy phòng trà rồi các kiểu ha. Mấy nơi làm quán tùy mình thôi à. Thiện chí đó. Rồi chốt tiếng nhanh gọn lẹ. Còn đang gọn bóng quẻ kìa. Không bấm gọn lời được nhiều đó. Đúng rồi, ông tính ghê lắm. Không có làm cái rồi lời mà đã. Ông tính mà nhờ. Thiệt là lâu quá. Bớt cho 200 ngàn nữa đó. Thôi. Bớt cho ngàn cũng khốn luôn á. Không đủ vé buffet nữa. 3, 2 người, 2, 1 vé. Có 2 người sao ai ăn ai nhịn. Ghế tăng đơ vậy thì chưa có ghế tăng đơ. Còn đúng ghế tăng đơ hơi xấu rồi không? Không. Đó. Cũng nổi được. Không
đồng thanh này. Đồng hội đồng thiền luôn. Xấu nó cho con kim na cha mà cầm lu lên. Thôi bớt thì 300 đi 500 đi. Thôi. Nó kêu dễ thương này, thôi giống bảo. Bảo. Nghe không ép cũng chết luôn. Ép hả? Tao mua biết tao mua mối luôn rồi, tao mua quen mốt cái gì tao đi qua đây tao mua không chứ tao đi đâu. Thánh bào, hồi tôi cho mấy ổng lên. Thánh bào. Thánh bào của shop Hoàng Piano đã đến. Này là được không? Đúng là thiệt. Sao không nói giỡn thiệt. Đúng rồi, bà trao đó. Thôi. Nói nhiêu đó là được rồi, mất tới luôn. Rồi, 7 chốt nhanh, cọc tiền luôn. Xuống sát luôn. Nó là phản chuyển luôn nè. Nói thì bên họ bảo anh nha. Hả? Chiếc á.